Em thấy cọng dây chuyền này quen quá anh Kỳ Lân ơi. Quen như sao không quen được em. Mẫu này mình làm biết bao nhiêu sợ cho những vị khách hàng đặc biệt của mình rồi. Nhưng mà những sợi trước á, mình làm phiên bản cái bản của sợi dây nhỏ hơn. Và sợi dây này bản to gần gấp đôi mà. Cái bản dây này của từng mắt dây là tới 9,15 mm. Còn cái bản những cái bản trước đây mà mình anh đã từng review á, giới thiệu cho quý khách á, là tầm cỡ 7 mm à. 7 mm mà này là tới 9,15. To hơn nhiều. Và tất nhiên khi to hơn thì trọng lượng phải nặng hơn nhiều, bởi vì đây là vàng nguyên khối AU750 của Kỳ Lân Luxury. Và chiều dài này thì mình làm theo cái size cổ của từng vị khách. Và độ dài của bản dây này á, 538, số đẹp, số phong thủy cho khách thích. Anh đeo thử ha Minh ha. Tại vì anh là thích vàng hồng hơn vàng trắng, mà có những vị khách hàng là hợp phong thủy và thích vàng trắng. Thì vàng nào cũng được, mỗi người mỗi sở thích mà. Có những vị khách là thích vàng vàng, nhưng Kỳ Lân là thích vàng hồng Rogol AU750. Cái mẫu sợi dây chuyền này á, nó sáng lấp lánh lắm, không có hột xoàn kim cương, không có một viên hột xoàn kim cương nào ở trên này hết. Nhưng mà nó chiếu lấp lánh, rất lấp lánh, em biết tại sao không? Dạ tại vì sao anh? Trời ơi, em không biết hả? Nhìn kỹ coi em. À, em thấy nó có rất là nhiều cái giá cắt trên từng mắt dây đúng không anh? Cái file này mình lấy tưởng từ cái vành bezel trên đồng hồ Rolex. Vành bezel chảy tia, cứa đó là cái đặc trưng nổi tiếng của Rolex luôn. Nên anh thấy cái đó hay quá, anh đưa vào cái sợi dây chuyền này. Và thật sự là sự kiện này không có một hột xoàn kim cương nào mà chiếu lấp lánh. Khi mà em đeo di chuyển trong cái điều kiện ánh sáng khác nhau thì cái sự lấp lánh bắt sáng sẽ rất rực rỡ. Cái điểm hay của sợi dây chuyền này á, là khi mà cái sợi đầu tiên một vị khách hàng đầu tiên đặt á, là yêu cầu mình là em làm sao mà để đừng có khi mà mình đeo á, đừng có bị lật cái dây lại. Thì đó là cái tiêu chí của mình mà. Đồ cao cấp là phải nhìn nó sang nét mà dùng phải tiện và đẹp. Bởi vì mình là đơn vị chuyên mà, nên là em đã tối ưu được tất cả những cái điều đó rồi. Khách hàng có yên tâm và mình đã hoàn thiện được và khách hàng rất hài lòng. Chiếu lấp lánh, đâu gần hột xoàn kim cương mà vẫn chiếu trên sợi dây chuyền này. Kể cả cây bút vàng nguyên khối của mình, trên quay cũng có kim cương hột xoàn này. Tất cả những cái gì mà từ những hột xoàn kim cương cũng phải tuyển chọn từ viên một và thay vàng nguyên khối AU750 để cho chất lượng vàng nó trở nên đẳng cấp hơn. Và kỹ thuật chuyên môn về hàng cao cấp, cho nên là những cái sản phẩm như vậy sẽ làm hài lòng tất cả của khách, những vị khách hàng khó tính nhất cũng phải hài lòng. Là Kỳ Lân thực hiện mẫu đầu tiên là theo yêu cầu của khách hàng, là chỉ làm mẫu như vậy thôi, mỏng và dẹp như thế này. Và cái ý tưởng khía mà theo vành bezel từ thương hiệu Rolex thì đó là của Kỳ Lân. Và mẫu này đã trở thành một trong những mẫu rất đặc biệt của Kỳ Lân Luxury, bởi vì sự chọn lựa của những vị khách hàng đặc biệt rất nhiều. Và vâng, đó là những cái mẫu, đó là những cái yêu cầu của khách Kỳ Lân đã thực hiện kết hợp với ý tưởng của Kỳ Lân. Và nếu như quý khách thích những cái sợi dây chuyền theo ý của mình, mang đậm phong cách của mình và ý tưởng của mình, hoặc là kết hợp với Kỳ Lân để tạo ra những ý tưởng mới đẹp sang, và Kỳ Lân sẽ thực hiện thiết kế design và hoàn thiện sản phẩm hoàn hảo, hoàn chỉnh, hoàn mỹ theo yêu cầu của quý khách. Cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân, và Kỳ Lân kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, luôn thành công, đồng hành cùng Kỳ Lân trong những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu sắp tới nhé.